Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh cuộc sống số của mình. Bây giờ đã là hơn 10 giờ rồi, mình lại tranh thủ lên video cùng các bạn đi soi những con lô con số cho ngày 17 tháng 3. Đấy thì với kết quả ngày hôm nay như thế này, sao con long 13, xin chúc mừng các bạn nào đã ăn được con 13 của đội 13 hôm nay nhé. À, thì với các đầu giải lô có cặp 0220 ra 3 nháy ạ. Và 09 ra 2 nháy, với con 79 cũng ra 2 nháy. À, các đầu giải lô thì không có đầu nào cân, tuy nhiên phải có đầu 2, đầu 4 và đầu 8, à, khá là khiêm tốn. Thì ra cho chúng ta mỗi đầu một con lô. Và vậy mình cũng xin chúc mừng các bạn nào đã ăn được lô và đề của ngày hôm nay nhé. À, thì quay trở lại với cái phần xoay cầu kèo của mình. Quay trở lại với cái phần xoay cầu kèo của mình thì mình cũng đưa ra cái con lô mà mình cảm thấy nó khá chi là đẹp, cái con lô 94. À, số ngày của nó là không, số ngày lâu dài nhất nó là 10 ngày và cái tỷ lệ của nó là 73,18%. À, tiếp theo đó là con 53, với con 53 thì 4 ngày đã chưa ra rồi. À, và số ngày lâu dài nhất nó là 5 ngày, tỷ lệ của nó là 72,24%. Theo là con 33, với con lô 33 thì 3 ngày chưa ra, số ngày chưa lâu ra nhất nó là 6 ngày, tỷ lệ là 71,01%, đó là con 03. À, thì vừa rồi là mình cũng vừa đưa lên cho các bạn với ba con lô để các bạn tham khảo. À, trong thời gian tới đây thì mình nếu như các bạn nào mà chiều lại mà muốn tham khảo những cái con lô con số khi mà chúng ta được tham khảo từ rất nhiều các nhóm hoặc là trên nhiều kênh thì các bạn có thể là đăng ký kênh mới của mình sẽ để cái link được kênh mới ở bên dưới, các bạn có thể đăng ký kênh sang bên đó. À, để mỗi buổi chiều mình sẽ bước ra 10-20 phút cùng các bạn soi những cái tỷ lệ, những cái tần suất, xác suất được sự tính toán từ cái thống kê của mình để các bạn có thể là tham khảo đưa ra cái lựa chọn nào cho mỗi buổi chiều để chúng ta có được những con số mà đẹp nhất trên sổ kết quả và cũng đẹp nhất khi mà anh đồng quay ra. Đấy. À, thế nên các bạn nhớ đăng ký kênh khi mà mình để đường link xuống bên dưới. Để quay trở lại với cái lô tô gan. Với lô tô gan thì các bạn tham khảo cho mình. Lưu ý cho mình nhé. Cái lô 03 đã 13 ngày chưa ra, lô 11 thì đã 10 tuần rồi. Cái lô 15, 17 thì nó đã 7 ngày chưa ra, lô 24 thì đã là 9 ngày, lô 27 đang gan nhất nó là 23 ngày, lô 34 nó là 9 ngày chưa ra, với lô 35 thì nó đang gan 8 tuần, lô 36, 37 đã gan 7 tuần chưa ra vào cái ngày thứ 5 rồi ạ. Tiếp theo là con 38 là 7 ngày chưa ra, con 40 nó là 9 ngày, con 42 nó là 13 ngày tuần, với con 44 nó là 8 tuần chưa ra, con 45 hiện tại đang gan 10 ngày, con 57 hiện tại cũng gan 9 ngày, con 62 đã 7 ngày chưa ra, con 65 đang là 8 ngày, con 66 đó là 13 ngày, với con 69 đó là 9 tuần chưa ra, con 74 là 7 tuần, con 78 là 14 ngày chưa ra và 8 tuần gan, con 83 thì nó là 8 tuần gan và 8 tuần 8 ngày gan, con 84 đang là 7 ngày, con 86 đang là 8 ngày, con 88 là đang là 7 tuần chưa ra, con 90 nó là 7 ngày. À, vừa rồi là mình vừa thống kê cho các bạn với cái phần lô tô gan. Để quay trở lại với cái bảng lô tô số, quay trở lại với cái bảng chốt của mình, xin lỗi các bạn, quay trở lại cái bảng chốt của ngày 17 tháng 3 của mình chốt cho các bạn con 53 và 51, các bạn tham khảo lô cùng 3 ngày đó là 8778, các bạn tham khảo nhé. À, thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh. À, mỗi khi mình lên video thì các bạn đều có thể thấy mình.
Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.